ngày 22 tháng 12, được tin mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Y qua đời do tuổi cao sức yếu, đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi chia buồn phúng viếng mẹ tại gia đình. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Y, sinh năm 1923, nguyên quán Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Mẹ có 5 người con, trong đó 2 người con trai của mẹ đã tình nguyện nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã anh dũng hy sinh. Những đóng góp hy sinh cao cả của mẹ đã được nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng vào tháng 2 năm 2014. Mặc dù mẹ đã được cấp ủy chính quyền quan tâm động viên thăm hỏi, người thân tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, mẹ đã từ trần vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại nhà riêng thuộc tổ 27 khu 8 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, hưởng thọ 94 tuổi.